Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 11. Bài số 1. Viết các số từ 575 đến 590. Đây là 570 15 576 570 7 578 579 508 80 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590. Bài B từ 960 đến 979. 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979. Hay. Chúng ta qua bài số 2, tính 263 cộng cho 615. 3 cộng 5 là bằng là 8. 6 cộng 1 là bằng là 7. 2 cộng 6 là bằng là 8. 4 cộng 5 là bằng là 9. 1 cộng 8 là bằng là 9. 3 cộng 6 là bằng là 9. 2 cộng 7 là bằng là 9. 8 cộng 1 là bằng là 9. 3 cộng 3 là bằng là 6. 3 cộng 4 là bằng 7. 3 cộng 2 là bằng là 5. 4 cộng 5 là bằng là 9. 4 cộng 3 là bằng 7. 5 cộng 3 là bằng là 8. 2 cộng 3 là bằng là 5. Chúng ta qua bài số 3. Viết các số sau theo thứ tự là từ bé đến lớn. Chúng ta lướt qua thì chúng ta thấy toàn là số có 3 chữ số, được không? 3 chữ số, này cũng 3, 3, 3, cái này cũng 3 chữ số, 3 chữ số. Chúng ta xem cái hàng trăm 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ở như vậy là hàng trăm 5 hết. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái hàng chục. Hàng chục đây 7, đây 4, đây 8, đây 6, đây 9 và đây 0. Yêu cầu là từ bé đến lớn, như vậy là số 0. Chúng ta vừa quan tâm tới hàng chục, chứ hàng trăm là nó bằng nhau rồi, 5, 5, 5, 5 hết rồi, được không? Vậy là số này là 500. Rồi, số này xong. Qua hàng chục và 1, chúng ta đi tìm hàng chục 1. Không có, hàng chục 2 cũng không có, hàng chục 3 không, hàng chục 4 thì đây là có. 5, 4, 2. Rồi, cái này xong. Tới hàng chục 5. 5. Không có. Có hàng chục 6 là 5. 6. 4. Và tới hàng chục là 7. Đây. 5. 7. 5. Và tới hàng chục 8. 8 đây. 5. 8. 5. Rồi, số này xong luôn. Còn số cuối cùng là 590. Câu B người ta yêu cầu là từ lớn đến bé, chúng ta viết ngược của giải này lại.
590 đứng đầu tiên, rồi là 585, rồi là 570 15, rồi là 564, rồi 540 12, rồi là 500. Chúng ta qua tiếp theo bài số 4, đặc tính đầu tính. 540 12 ta cộng cho 320 11. Hai cộng một là bằng là 3, 4 cộng 2 là bằng là 6, 5 cộng 3 là bằng là 8. Sáu trừ không là bằng là 6, 4 trừ 3 là bằng là 1, 3 trừ 1 là bằng là 2. Không là cộng không là bằng 0, 6 cộng 3 là bằng là 9, 5 cộng 4 là bằng là 9. Năm trừ 2 là bằng là 3, 3 trừ 1 là bằng 2, 7 trừ 3 là bằng là 4. 634 là cộng với lại là 360 15, 5 cộng 4 là bằng là 9, 3 cộng 6 là bằng là 9, 6 cộng 3 là bằng là 9. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số số 5. Viết số tích hợp và dấu chấm. 4 cm là bằng là bao nhiêu mm? Thầy viết cái dải đơn vị đo này. Đây là mét nè. Đây là dm nè. Đây là cm này. Đây là mm. Trong bốn đơn vị này thì đơn vị mét là đơn vị lớn nhất, đơn vị mm là đơn vị nhỏ nhất. Hai đơn vị đứng liền kề nhau thì hơn kém nhau là 10 lần. Cm đây đổi ra mm. 1 cm là bằng 10 cm. 1 cm là bằng 10 mm. Như vậy đây là 4, như vậy 4 nhân 10 là bằng là 40. Rồi cái này cũng tương tự vậy. cm là đổi ra mm. 7 là bằng là 70. 6 là bằng là 60 mm. 9 là bằng là 90 mm. 5 là bằng là 50 mm. 8 là bằng là 80 mm. Cm rồi qua ra mm. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số số 6. A B C D E. Mỗi cái đoạn này thì chúng ta sẽ có là có một số cụ thể, đây là 12, đây là 34, đây là 28 và đây là 26. Câu A, quãng đường từ B đến C dài bao nhiêu km? B đây, đến C đây. Này, người ta cho rồi, 34 km. Quãng đường từ C đến D, C đây đến D, này là 28 km. Câu C, quãng đường từ A đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là bao nhiêu km? A đến B là bao nhiêu đây? A đến B là 12 nè. Rồi km nè. Rồi là C đến D là 28 nè. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 20, 28, chúng ta sẽ trừ cho A đến B là 12. À, 8 trừ 2 là bằng 6. 16. 16 km. À. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài D. Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ D đến A là bao nhiêu? Như vậy chúng ta xem ở B đến C là bao nhiêu? B đến C là 34. Rồi B đến C là 34 km. Rồi D đến A. D đến A đây là 26. Rồi chúng ta qua này ghi là 26 để chúng ta bắt đầu tính. Đây là 20 16. Rồi chúng ta quay lại chúng ta xem nè. Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ D đến A là bao nhiêu km? Như vậy ta lấy 34, ta trừ cho 20 26 bằng 8 81. Như vậy là 8 km. Rồi. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Viết các số thành tổng của chữ số trăm, chục và đơn vị.
364 là số 3 nữa hàng trăm là 300, số 6 nữa hàng là hàng chục là 60 là số 10. Số 4 là 4 đơn vị. Số 4 nữa là bằng 400. Cộng với này là số 3 là 30. Cộng với lại là 9. Số 5 nữa là 500. Cộng với lại là 40. Cộng với lại là 1. 40 đâu ra? Là con số 4 nữa hàng chục này. 40 là 40. 600 cộng với lại là 90 cộng với lại là 8 nên là bằng 700 cộng với lại là 30 cộng với lại là 5 này là 800 cộng với lại là 70 cộng với lại là 9. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8, giải toán. Câu A, khối lớp 1 có 365 học sinh, khối lớp 2 có 424 học sinh, hỏi cả hai khối là có bao nhiêu học sinh. Ta lấy hai số này chúng ta cộng lại với nhau. Số học sinh cả hai khối có là số học sinh cả hai khối có là, ta lấy 360 15, ta cộng cho 420 24 bằng 9 8 8 học sinh. Đáp số tám trăm tám mươi chín học sinh. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài B. Khối lớp 2 có 358 học sinh, trong đó có 214 học sinh nữ, hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh nam. Như vậy ta lấy là lấy số này ta trừ cho số này thì ra số học sinh nam. Số học sinh nam khối lớp 2 có là số học sinh nam khối lớp 2 có là, ta lấy 358 ta trừ cho 210 14 bằng 441 học sinh nam. Đáp số 144 học sinh nam. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 9. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng kết hợp vào ô trống. Cái này chúng ta sẽ đổi ra hai đơn vị nó khác nhau này. Chúng ta phải đổi ra 10 dm là tương ứng với là bằng là 1 m. Rồi, bài này 1 m, bài này 1 m bằng nhau. Rồi, hai này chúng ta cộng lại với nhau, 5 cộng 5 bằng 10 với 0 ta như 1. 3 4 7 1 8 80 80 mấy. Bài này 70 mấy nhỉ, 80 mấy lớn hơn. Bài là 1 km chúng ta sẽ đổi ra mấy là bằng là 1000. 1000 mấy. Bài này là 999 mấy. Số bên này là số có 4 chữ số 1 2 3 4. Còn số bên này có 3 chữ số à. Số 4 chữ số lớn hơn số có 3 chữ số. 40 mấy ta cộng với lại là 60 mười mấy thì bằng là 100. 100 mấy. Và bay này 1 km ta đổi ra là bằng là 1000. 1000 mấy. Số bên này 4 chữ số và số bên này có 3 chữ số. Như vậy là số có 3 chữ số bé hơn số có 4 chữ số. Bài này 100 cm là bằng là 1 mét. Rồi, như vậy là hai cái bằng nhau. Còn không thì chúng ta giữ nguyên bên này, chúng ta đổi này ra. Ta đổi này ra là bằng là 1 mét là bằng là 100 cm. Rồi. Bài này 8 ta cộng với lại là 35. 8 cộng 5 là bằng là 13 với 3 thì như 1 là 40, 43 mét. Bài này 44 mét, nhà 43 mét bé hơn 44 mét.
Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đặc sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.